này là ở bưu điện là đã mở ra kiểm tra hàng cái rồi ha. Thì sẽ có một con chuột này. Miếng lót chuột. Đây là ba lô laptop AZ màu xám ghi đậm. Ba lô hàng tặng nhưng cũng rất đẹp ha. Nói mày khá là chắc chắn. Đang chống sốc chứ laptop. Còn cái lớp đẹp nữa. Rồi, ok. Đến với nhân vật chính là chiếc laptop Asus của chúng ta. Đây là mọi người thông cảm, để bảo mật thông tin là sẽ che một số cái thông tin lại ha. Đây là laptop AZ ở Đống Đa, Hà Nội. Họ gửi cái này về là họ phải gửi từ Đống Đa ra Hà Nội, rồi từ Hà Nội mới gửi ngược về Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn mới gửi ngược lại về An Giang. Máy mới 100%, bản nâng cấp lên 500GB. Cái máy này bản bình thường nó chỉ có 256GB thôi. Thì cái này gì người ta mở ra người ta nâng cấp nên là sẽ bung siêu chứ không còn full siêu nữa. Khi mở cái hộp này thì nó sẽ đẩy cái máy lên. Đây. Máy full nhôm, full hộp kim nhôm nên là nó sẽ rất là mát lạnh. Máy này thì có thể dễ dàng mở bằng một tay, thì vô đây kéo lên đó. Đây là cái hướng dẫn sử dụng này nọ thôi. Còn phía bên đây sẽ là cục sạc của nó. Đây là cục sạc tích hợp Type-C nha mọi người. Chúng ta có thể sử dụng cục sạc này để sạc cho điện thoại luôn, nên là chúng ta sẽ không cần phải đem theo cục sạc dự phòng làm cái gì ha, rất là tiện. Rồi. Đây còn cái nữa. Máy chỉ còn nhiều đó thôi nha. Rồi. Để cái miếng này lên. Sao không khí. Cục sạc này sẽ có cân nặng là khoảng 200g nặng hơn chút. Rồi còn cái máy này cân nặng của nó sẽ là một triệu ba. Vậy là tổng trọng lượng vừa máy vừa cục sạc luôn là sẽ hơn 1,5 kg chút, 1,55 kg là tổng trọng lượng của cả máy cục sạc. Rồi nhẹ hơn rất nhiều so với những cái máy cũ ha. Rồi thiết kế hình viền nội tâm, ánh sáng nó bao trùm ở đây. Viền cắt CNC rất là đẹp, sáng loáng này.
để kiểm tra mấy cái khác. Rồi để mở máy lên cái ha. Rồi thì đây là các cái tiêu chuẩn của máy. 12 tiếng pin xài 12 tiếng sạc Type-C, sử dụng Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, được cung cấp chất lượng âm thanh bởi nhà sản xuất âm thanh riêng luôn, nên là âm thanh của nó sẽ rất là êm. Độ bền chuẩn quân đội nha mọi người, độ bền chuẩn quân đội nè. Rồi đó, các tiêu chuẩn Ryzen 5 5500U 6x12 luôn, thêm cả MX450 Nvidia coi sơ qua về các cổng kết nối nha. Rồi phía bên đây thì chúng ta sẽ có đèn tín hiệu. Máy này lấy cái ảnh màu rồi mọi người. Một cái lỗ jack tai nghe 3.5, cái cổng micro SD, một cổng USB Type A, cổng USB Type A. Cổng kết mới, cái cổng kết nối còn mới toanh ha. À, mọi người, các đường nét của máy tính được làm rất là đẹp ha, sắc nét được cắt CNC. Cắt CNC làm rất là đẹp ha. Ở phía bên đây thì sẽ có hai cổng Type-C, một cổng HDMI để dành trình chiếu. Máy này thiết kế theo Aerolip nên là khi bật thì nó sẽ nâng cái màn hình lên. Đây, ốc thiết kế khi mình bật thì nó sẽ nâng cái màn hình lên. Nó sẽ nâng cái màn hình lên như thế này. Đấy, nó sẽ nâng cái máy lên. Nó sẽ nâng cái máy lên như thế này. Đấy. Rồi. Để kiểm tra cấu hình chút xíu. Đây là lúc mà nhận hàng ở bưu điện là đã có kiểm tra rồi ha. Rồi. Đây là Ryzen 5 5500U 6x12 luôn. Rồi. 8GB RAM nha mọi người, chạy dual channel 8GB RAM nha. Để kiểm tra coi có phải dual channel hay không thì chúng ta sẽ phải vào cái task manager ha. Thì vào đây, vào cái task manager này nè. Rồi ở phía bên này thì chúng ta sẽ bấm qua cái mục gọi là performance. Ở bên trong cái performance này thì chúng ta sẽ coi có nó chạy bao nhiêu GB RAM ở đây. Bấm cái phần memory này nè, bấm cái mục memory này nè. Đây, hiện lên. Rồi ở đây bên memory nó sẽ thể hiện ra là hai cái ngăn sử dụng là 2/2, có nghĩa là nó đang chạy dual channel 8GB RAM ha. Rồi còn phía bên đây thì chúng ta sẽ coi cái GPU, cái card màn hình của nó sẽ là MX450 Nvidia GeForce MX450 dùng để render. Và bản thân con chip Ryzen 5 5500U này nó cũng có tích hợp sẵn cái card đồ họa Vega Radeon Vega 7 này, rất im hả mọi người. Con Vega 7 này thì nó sẽ ăn RAM của hệ thống, còn cái con MX450 này thì nó sẽ có 2GB RAM riêng, các đồ họa riêng không có tích hợp ha. Con này không có quá mạnh, chỉ vừa mức thôi. Rồi thì do cái máy này mới vừa mua về, họ đã cài sẵn, họ cân màu sẵn giùm chúng ta rồi nên là nó sẽ không có cần phải cài Windows lại ha. Để kiểm tra thêm một chút xíu nữa về cái mã sản phẩm ha. Số serial number. Rồi just dùm đi. Rồi đây mình gọi là sorry mọi người, làm cái này hơi lâu tại vì máy mới mua về nên là mình phải tự mở máy lên, mình đăng nhập vô cái ứng dụng gọi là My Asus này nè, rồi vô đây mới đăng ký cái mã sản phẩm của mình, mà laptop Asus ZenBook Q408UG, rồi mới đăng ký cái sản phẩm vào ngày hôm nay, mới kích hoạt đăng ký, là hạn bảo hành nó sẽ kết thúc vào ngày 4/5/2023, là còn một năm bảo hành nữa. Cái này nó tốn thời gian đăng ký chút xíu, nãy giờ làm hơi lâu. Rồi đó là cái bảo hành của Asus. Nói chung máy mới 100%, người ta làm ăn cũng uy tín chứ. Mọi người đừng có nghĩ là mua online trên mạng thì nó sẽ không có uy tín, thật sự mà nói là muốn làm ăn buôn bán thì phải uy tín, thậm chí họ còn cho ship siêu đi luôn mà, họ cho ship siêu đi đặt cọc có 1.000.000 đồng, thì mọi người có nghĩ là họ uy tín như thế nào. Rồi, thì cái máy nó cũng còn nhiều đó thôi chứ cũng không có cái gì. Thì cái máy chưa có cập nhật Windows nữa nên là phải cập nhật Windows. Rồi phải làm rất là nhiều thứ khác ha.
Rồi, that's it.